Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Bữa nay mình trở lại với bài Describing Things và phần số 3. Cái bài này thì là chắc chắn là mình sẽ tìm đồ mà người ta miêu tả, đúng không? Và people are talking about items they lost, tức là người ta nói về cái món đồ mà họ bị mất. Chắc chắn một điều luôn là nó sẽ không nói cho mình là nó mất cái gì. Nó sẽ đi cà dòng, cái đó là bằng chất liệu này, cái đó dùng để làm này, tôi không thể sống thiếu cái đó gì đó. Nhưng đại khái không biết cái đó là cái gì. Ở đây có nhiều thứ, không biết mọi người có biết những thứ này chưa. Đầu tiên là cái wallet, cái này là biết nè. Cái suitcase cũng biết rồi nha. Cái beach bag, cái túi đi biển, cái này thì lạ thôi chứ không phải là không biết. Đó là câu số 1, nó làm sẵn cho mình rồi. Đây là hình minh họa cho cái câu số 1 này nha. Đó, bây giờ mình sẽ nghe thử nha. Câu số 1 nó chọn cái wallet đó, đã chọn cái ví rồi đó. Mà bây giờ mình nghe nè, mình nghe tại sao nó chọn cái ví này nha. Listening 3. 1. It's a brown leather one. I keep all my money and my credit cards in it. I usually keep it in my back pocket. It probably fell out when I was getting off the bus. I hope I get it back, because it also has my ID card in it, and that's very important. Rồi. Nó là bằng da rồi lên xuống xe bus gì đó. Số 1 nó sẽ là như vậy nha mọi người. Đây, đây là cái số 1. Nó sẽ đọc thông tin gì mà nó chọn ra cái ví. 1. It's a brown leather one. It's a brown leather one. Nó là một cái màu nâu. Thì nó là một cái màu nâu, da nâu, da màu nâu. Thì da nâu thì cái gì chả được, cái túi xách nào cũng có thể bằng da, cái cọng dây nịt nào cũng có thể bằng da, và cái đồng hồ cũng có thể bằng da, cái nào cũng bằng da, đôi giày bằng da cũng được mà, đúng không? I keep all my money and my credit cards in it. Nhưng phải hiểu được khúc này. I keep all my money and my credit cards in it. Tôi giữ hết tất cả tiền và thẻ của tôi trong này. Thì giữ tiền và thẻ chắc chắn là thuộc lại ví rồi, đúng không? I usually keep it in my back pocket. I usually keep it in my back pocket. Thì đây là túi, ví nào mà nó nhỏ mà đủ để ở trong cái back pocket, là cái túi quần ở phía sau. Pocket là cái túi, back là phía sau. Thì đó là cái ví. Chứ này nếu mà nói là để giữ tiền hay là giữ thẻ thì có thể bỏ vô cái túi xách tay cũng được, bỏ vô cái túi nào cũng được mà, đúng không? Rồi thì quan trọng có cái back pocket, là cái túi quần ở phía sau. It probably fell out when I was getting off the bus. It probably fell out when I was getting off the bus. Nó có lẽ là đã rơi ra, fell out là rơi ra. When I was getting off, get off là nhảy xuống cái chiếc xe buýt. I hope I get it back, because it also has my ID card in it. I hope I get it back, because it also has my ID card in it. Hy vọng là tôi sẽ lấy lại nó được, bởi vì nó có cái chứng minh của tôi trong đó, hay là cái thẻ căn cước ID, nói chung là cái thẻ ID về nhân thân của mình. And that's very important. And that's very important. Và đó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Rồi đó là cái số 1 đó. Nó đọc như đó đó mà nó chọn được cái chữ wallet đó nha. Chứ nó không có nói là tôi mất cái ví. Đó, nó nói vòng vòng cho nên phải nghe hiểu thôi. Số 2 nha. Số 2 nó cho chữ shoes là đôi giày. Keys là chìa khóa, đúng không? Glasses là kính. Rồi, cái nào cũng số nhiều hết đó. Giờ mình nghe nha. 2. I'm always losing them or putting them down and forgetting where I put them. I think I was wearing them when I was on the bus. Then I stopped for a cup of coffee at a coffee shop. I think I took them off then because I don't need them when I read and I was reading a magazine. Yes. Maybe that's where they are. Rồi mình chọn cái kính. Mọi người chọn được cái gì? Mọi người nghe được chữ gì và chọn cái gì? Nói thử xem. Tại sao chọn được cái kính? Mình có nghe được là, nói chung là hết, nghe hết trơn. Mình không có sót cái chữ nào hết trơn á. Nhưng mà mọi người có nghe được chi tiết là không thể đọc nếu không có cái này. Rồi có thể là bỏ nó ra lúc đi cà phê. Mình không nghĩ là người ta sẽ bỏ giày ra khi mà vô quán cà phê đâu nha. Ở phển người ta mang giày đi vô hết luôn, là người ta không có bỏ ra đâu. Nhưng mà mình đó nghe được những chi tiết đó. Có mọi người có ai nghe được cái giống vậy không, hay là mọi người chọn hai đáp án kia luôn? Rồi mình sẽ mở lại nghe nha. Giờ nghe không có nhìn vô cái nữa, không có nhìn vô cái script. That's very important. 2.
I'm always losing them. I'm always losing them. Tôi luôn mất nó. Có nghe được không đâu? Putting them down and forgetting where I put them. Putting them down and forget where I put them. Và tôi để chúng xuống và tôi quên tôi để ở đâu. Tôi luôn quên những thứ này. Tôi luôn để chúng xuống và không nhớ tôi để chúng ở đâu. Thì cái nghe cái câu này có vẻ là sẽ được cái chìa khóa. Đó, có vẻ tới đây được chìa khóa nếu mà ai nghe rõ chỗ này. Đó, nhưng mà nguy cơ là mình nhìn chung là mọi người tới đây mọi người chưa nhận ra được cái câu đó đâu, khó để nghe được cái phần đó rõ ràng lắm. Ở trình độ này nha, nếu mà mọi người học đang học sách cơ bản khúc này sẽ không có nghe được. Thì cho nên hơn đó, hay cũng bằng hơn sẽ bỏ qua được cái đó. I think I was wearing them when I was on the bus. Wearing them on the bus. Đó, khi mà đi xe buýt thì có thể là mọi người bị đánh lừa thị giác ở chỗ cái hình này. Mang đi xe buýt, mang đôi giày. Mang vô đi xe buýt cũng hợp lý đúng không? Then I stopped for a cup of coffee at a coffee shop. Xong rồi tới đi coffee a coffee shop. Cái hình này nó không liên quan gì tới cái bài nghe này hết nha mọi người. Cái hình này không liên quan, nó chỉ là minh họa cho một cái đoạn thứ nhất thôi á. Cho nên là xong rồi, cho nên đừng có bị lừa gì hết ở chỗ đó nha. I think I took them off then. I think I took them off then. Tôi nghĩ là tôi đã cởi nó ra ở chỗ đó. Tôi đã tháo nó ra ở chỗ đó. Tôi sẽ lấy nó xuống ở chỗ đó. Vậy thì đi vô cà phê tháo xuống tháo gì? Tháo cái kính thôi. Because I don't need them when I read. Because I don't need them when I read. Bởi vì mình không cần nó lúc mình đọc chữ. Thì không cần kính lúc đọc chữ. Ừ thì mình biết đọc chữ không cần đôi giày và không cần chìa khóa. Nhưng mà ở đây thì là không cần kính đúng không? À, không cần cái kính để nhấn mạnh để người ta biết tại sao là bà này phải tháo nó ra. And I was reading a magazine. Was reading a magazine. Còn đang đọc tạp chí nữa. Yes, maybe that's where they are. Yes, maybe that's where they are. Vậy là chắc nó ở đó rồi đó. Vậy là bà này xác định được là bà đi xe buýt xong rồi đi cà phê. Và bà xác định là bà quên trong quán cà phê. Bà nói vậy chi để bà đi lại đó bà hỏi đúng không? Đó là hết chuyện rồi đó. Để cho mọi người coi nha. Đoạn nằm đây nè. Đây, số 2 nha. Hai con chuột của mình đâu mất tiêu rồi. Hai con chuột nó bé tí rồi ta. Rồi, nghe lại nha. Nghe lại từng câu từng chữ đọc lại nè. Đoạn này dài ha. Back, because it also has my ID card. I'm always losing them or putting them down. Lại nha, làm lại nha. 2 nè. I'm always losing them or putting them down and forgetting where I put them. I'm always losing them or putting them down and forgetting where I put them. Chậm chậm là như vậy ha. Chị này đọc cũng hơi được, không có nhanh lắm. I'm always losing them. Tôi luôn luôn lúc nào cũng quên. Thì cái cấu trúc này mọi người nhìn thấy là tại sao mà dùng luôn mà lại dùng verb in. Thì ở đây á, có nghĩa là khi mình than phiền một điều gì đó, mình sẽ dùng cái chữ always cộng với cái thì đang verb thêm in này. Đó là tôi lúc nào cũng ha. I'm always losing them. Thì cái bà này tôi thấy chắc cũng cả tôi nè mọi người. Đó cái này là đó. Với lại cái điện thoại suốt ngày mình chỉ đi tìm hai thứ này thôi. Đấy. I'm always losing them or putting them down. Hay là mình bỏ chúng xuống. And forgetting where I put them. I think I was wearing them when I was on the bus. I think I was wearing them when I was on the bus. Tôi nghĩ là tôi có đang mang chúng khi mà tôi đang ngồi xe buýt. Tôi có mang chúng khi mà đang ngồi xe buýt thì đang ngồi xe buýt có rồi, phải là đang mang chúng luôn, mà đã đang mang là was wearing nha. Đó. I think I was wearing. Không có cái chữ nào mà thích hợp hơn cái thì này ở đây hết. Không thể nào nói là I wear them when I was on the bus. Thì có nghĩa là tôi mang chúng khi tôi đi xe buýt thì có nghĩa là mỗi lần đi xe buýt mang chúng hay sao? Đó là bà chỉ tả cái giây phút mà bà trên xe buýt đó là bà còn nhớ là bà đang mang, được chưa? Chỉ cái lúc đó thôi nha. Thì là I think I was wearing them when I was on the bus. Là hồi nãy đi xe buýt là tôi còn đang mang nó. Then I stopped for a cup of coffee at a coffee shop. Then I stopped for a cup of coffee at a coffee shop. Xong rồi tôi mới dừng lại để mua một cốc cà phê ở cái chỗ tiệm cà phê. I think I took them off then because I don't need them when I read. I think I took them off then. Tôi nghĩ là tôi đã lấy nó xuống. Took off là cởi ra đúng không? Ở trong cái bài quần áo nào đó có học rồi. Then because, tức là then là cái lúc đó. I think I took them off then because, bởi vì I don't need them, bởi vì tôi không cần chúng when I read. Nói chuyện ngoài lề chút là không cần mang theo chi vậy trời. Nhưng mình là không tìm thấy cái kính là tại vì lúc mình đi ngủ mình bỏ xong rồi lúc dậy mình phải quờ quạng mình tìm á.
Chứ còn bình thường đeo lúc nào cũng đeo sao ấy được ta? Không hiểu luôn á. And I was reading a magazine. And I was reading a magazine. Lúc đó tôi đang đọc tạp chí. Thì ra đọc tạp chí coi hình không không có coi chữ cho nên không có cần cái này. Yes, maybe that's where they are. Yes, maybe that's where they are. Đúng rồi, có lẽ đó là cái nơi mà chúng nó đang ở đó. Là lúc này bà lại tự nói chuyện, tự nói chuyện với mình thôi. Rồi, xong, đó là cái đoạn cái mắt kính của cái bà đó. Được không? Thấy ổn không mọi người? Hy vọng là ổn nha. Rồi, tiếp theo, mang gì nữa? Mang, sợ mất cái gì nữa? Mất cái keys, chìa khóa. Key nha, không mất key nha. Rồi, ring là cái nhẫn mà mất mấy chiếc luôn hả? Pocket knife là cái dao bỏ túi. Knife, pocket knife. Ok. Nghe đồn là ở Việt Nam mình không được mang theo cái này luôn á mọi người ha. Nhưng mà mình thấy á, thì rất là cần thiết á. Nhưng mà không biết sao không có được mang. Trinh thì Trinh thích mấy cái đó. Để anh chị Trinh đi hay dắt chó đi dạo á. Lỡ có may trộm chó này kia nó dùng vũ khí với mình có cái để tự vệ chứ không thôi là nó đi nó đâm mình chết sao. Trinh thấy cái đó là cần thiết. Không cho súng thì mình thấy là hợp lý. Súng nó quá nguy hiểm nhưng mà pocket knife thì chắc được chứ hả. Có ai nghiên cứu vấn đề này không cho mình biết với. Rồi tiếp theo nha. Rồi nghe đi mọi người nha. Three. I'm sure I had them when I left school because I remember putting them in my purse. I'm sure I had them when I came home, or I couldn't have driven the car or opened the front door. So that means they're somewhere inside the house. Four. Rồi, ok. Đây cũng là bạn mình luôn. Mình cũng hay quên này lắm. Mình chọn cái chìa khóa. Tại vì sao? Bà tự nói với bản thân đó là chắc chắn là mình biết là mình bỏ nó vô cái túi, cái ví lúc mà ra khỏi trường. Rồi mình về được tới nhà chứng tỏ là mình có chạy xe. Mà muốn chạy xe phải có chìa khóa. Rồi sao nữa? Hình như là mở cửa vô nhà đúng không sao? Nhưng mà dở mất tiêu. Hay quá trời quá đất luôn. Chắc chắn không phải là nhẫn. Nhẫn mất thì cũng không tìm ra sớm gì. Nhẫn mất rồi pocket knife thì không phải. Tại vì bà có liên quan đến chi tiết là bà lái xe. Mà lái xe chắc chắn phải có chìa khóa rồi. Chứ không rồi không có chìa khóa không có lái được. Có nghe được không mọi người? Thử nha, bây giờ cho thử một lần nữa. Không cho coi script, bấm dừng thôi. Nghe được không? Nói liền thử rồi. Three. I'm sure I had them when I left school. I'm sure I had them when I left school. Tôi chắc chắn là tôi có cầm chúng theo bên mình khi tôi rời khỏi trường. Because I remember putting them in my purse. Because I remember putting them in my purse. Bởi vì tôi nhớ có cái khúc là tôi bỏ nó vô cái ví của tôi. I'm sure I had them when I came home. I'm sure I had them when I came home. Và tôi chắc chắn là tôi về tới nhà tôi cũng còn có nó luôn. Or I couldn't have driven the car. I couldn't have driven the car. Chứ nếu không đâu lái xe được. Hay dữ vậy ta. Biết được tới đó luôn á mà còn quên á. Or open the front door. Or open the front door. Đó, nếu mà không có đem nó về tới nhà thì sao mà lái xe được và không vô được nhà luôn. Tức là bây giờ đứng trong nhà rồi mà mất chìa khóa mới đau. So that means they're somewhere inside the house. So that means they're somewhere inside the house. Nên chứng tỏ là nó phải ở đâu đó trong cái nhà này. Đó, cầm chìa khóa từ trường về nhà, cầm chìa khóa dặn xe chạy, cầm chìa khóa mở cửa mà giờ không biết đâu. Giờ xong hết luôn. Hết luôn. Chắc chắn là cái chìa khóa, tại vì cái pocket này thì cũng tương tự vậy nhưng mà cái điều nó đâu có liên quan tới chuyện mở cửa. Ai mở cửa bằng dao, ai chạy xe bằng dao, chỉ có cướp nó làm chuyện đó thôi. Rồi, bây giờ câu số 3 nha. Đó, đây nè, cái mọi người nghe lại đây đó. Than when I left. Lại không? Three. I'm sure I had them when I left school. Đó rồi. I'm sure I had them when I left school. Tôi chắc chắn là tôi có nó khi tôi rời khỏi trường. Nghe đọc đã lắm, giống như kể chuyện trinh thám. Three. I'm sure I had them when I left school because I remember putting them in my purse. Dài ha, câu dài. I'm sure I had them when I left school because I remember putting them in my purse. Đó, chắc chắn là rời khỏi trường có bởi vì tôi đã bỏ chúng vào cái túi của tôi rồi. I'm sure I had them when I came home, I'm sure I had them when I came home. or I couldn't have driven the car or opened the front door. Or I couldn't have driven the car or opened the front door. Ở đây nó sẽ là không, nó sẽ dùng chữ couldn't have driven tức là đáng lẽ đã không lái được rồi, đúng không? Nhưng thật sự là bả có lái. Cái này là nó giả định một cái tình huống mà đã xảy ra rồi trong quá khứ nên nó phải dùng cái thì này. Thì này khá là phức tạp và không chú trọng ngữ pháp quá nhiều chỗ này ha, chỉ nói cho mọi người biết như vậy thôi.
Nếu như mà tôi không có thì đã không có lái xe được và không mở cửa được rồi. So that means they're somewhere inside the house. So that means they're somewhere inside the house. Điều đó có nghĩa là chúng nó phải ở đâu đó trong cái nhà này. Đó, vậy đó, vậy đó. Ok. Rồi. Trong cái nhà đó đi kiếm đi chị gái. Giờ mình mua cái máy hít 500, hít chìa khóa rồi cho đi kiếm hay sao. Rồi số 4 nha. Số 4 cái suitcase. Có cái credit card, có cái passport. Mấy cái này quan trọng hết rồi. Nghe thử à. 4. I'm sure I used it to pay the bill at the restaurant when I had lunch there. After that, I went to the department store and I think I used it when I bought my jacket. I'm sure that's the last time I used it, so it's probably there. Rồi, mạnh dạn chọn cái gì liên quan tới tiền nhiều nhất. Tại vì ông chắc chắn là tôi đi ăn là tôi có bỏ theo, tôi có tại ăn xong tôi có trả tiền. Tôi chắc chắn là đi tới mall tôi vẫn có đó, tại vì tôi có mua cái áo khoác. Không có ai mà đi mua cái, không ai mà cầm cái vali hay là không ai cầm cái bát bo để đi mua đồ hết trơn, không có cầm cái căn cước gì ở đây hết trơn á. Rồi đó là cái tiền đó, cái credit card đó nha. Trời, mất thẻ là có tới tới công chuyện rồi đó anh hai. Rồi, nghe lại nha. 4. I'm sure I used it to pay the bill at the restaurant when I had lunch there. Cái này dễ đúng không? I'm sure I used it to pay the bill at the restaurant when I had lunch there. After that, I went to the department store. After that, I went to the department store. Get out to the khu mua sắm. And I think I used it when I bought my jacket. And I think I used it when I bought my jacket. Và tôi nghĩ là tôi có used it, là sử dụng nó khi mà tôi mua cái áo khoác của tôi. I'm sure that's the last time I used it. I'm sure that's the last time I used it. Và tôi chắc chắn lần đó là lần cuối cùng tôi sử dụng nó. I'm sure that's the last time. Tôi chắc chắn đó là lần cuối cùng. Rồi, vậy thì cái này có vẻ hay nè mọi người. I'm sure that's the last time. Mà tôi đã làm cái việc gì đó chẳng hạn. Đấy, để vô. Bây giờ tôi chắc chắn là cái lần kỳ rồi đi ăn với con em tôi là lần cuối cùng tôi ăn kimchi trong cái tháng này. I'm sure that's the last time I ate at Kichi Kichi this month. Tháng sau mình đi tiếp. Câu cuối. So it's probably there. I'm okay. So it's probably there. Cho nên chắc chắn là nó ở đó rồi. Rồi vậy chạy lại chỗ bán áo khoác để mà lấy cái thẻ đi nha. Hy vọng là còn đó, chúc anh trai may mắn nha. Xong. Rồi, tới số 5. Cái passport, cái suitcase hay là cái jacket. Lời lẫn vẫn có mấy cái món đó thôi. Rồi nghe số 5 nha. 5. I usually keep it at home in a drawer in my desk because I only use it when I travel internationally. But it's not there, so I wonder where I put it. Oh, maybe I left it at the office when I came back from my trip to France. I think that's where it is, because I went straight from the airport to my office. Mạnh dạn chọn cái này. Cái passport, tại vì bà nói là bà chỉ dùng nó khi bà đi quốc tế thôi. Và chắc chắn là bà để ở cái văn phòng mà tại kỳ rồi bà đi Pháp về xong cái bà tạt qua đó bà đi làm xong bà để đó luôn rồi. Đó, đó là cái mình nghe đó, mọi người có nghe giống vậy không? Hay là câu chuyện mọi người nó khác luôn rồi? Ừ, nghe được một câu chuyện khác luôn. Có khác không? Ok. Đó là câu chuyện đó đó. Đây nè, coi câu chuyện đó nha. Hay là cho mọi người nghe lại một lần nữa đi. Đoạn này dài dài này, đâu thử lại lần nữa coi có đọc được cái câu đó lên không nha. Coi phải câu chuyện của mọi người không. So it's probably there. 5. I usually keep it at home in a... Nghe được gì? I usually keep it at home. Tôi thường giữ nó ở nhà. Drawer in my desk. In a drawer in my desk. Trong cái ngăn kéo ở cái tủ, cái bàn của cái ngăn kéo nè. Because I only use it when I travel internationally. Because I only use it when I travel internationally. Có nghe khúc đó international. Nghe lại chữ rồi. At home in a drawer in my desk. Because I only use it when I travel internationally. Travel internationally. Tôi chỉ dùng khi mà tôi đi quốc tế mà thôi.
thì quốc tế mới dùng bad boy chứ. But it's not there. But it's not there. Nhưng mà giờ nó không có đó. So I wonder where I put it. So I wonder where I put it. Cho nên tôi tự hỏi không biết tôi để đâu nữa. Hay không? Lát nữa mình lật cái chữ ra mình coi cái câu này lại. So I wonder. Tôi tự hỏi với tôi để nó ở đâu đó. Trời ơi câu này không nói với ai, tự để dành nói với mình ha. Oh, maybe I left it at the office when I came back from my trip to France. Oh, maybe I left it at the office after my trip to France. Chắc là tôi bỏ nó ở văn phòng sau cái chuyến đi Pháp rồi. I think that's where it is. I think that's where it is. That's where it is. Tôi nghĩ đó là cái nơi mà nó nằm đó đó. Because I went straight from the airport. Because I went straight from the airport. Bởi vì tôi đi thẳng từ cái sân bay. To my office. To my office. Do đó, giống câu chuyện này của mình chưa? Còn mọi người nghe thành cái gì rồi? Nghe lại nha, nhìn chữ nè. Chữ nó làm gì nè? We keep it at... Five. I usually keep it at home. I usually keep it at home, man. Tôi thường giữ nó ở nhà. In đâu? In a drawer in my desk. In a drawer in my desk. Because I only use it when I travel internationally. Because I only use it when I travel internationally. Câu dài nha, đọc lại nè. I usually keep it at home. Keep it at home là keep it at home. Keep it at home. Kỳ không? Kỳ ha? Kỳ hả? Nói vần qua nha cho nó đỡ kỳ á. Chứ mình đọc keep it at home là mình kỳ á nha. I usually keep it at home in a drawer in my desk because I only use it when I travel internationally. Nín thở, xong thở từ 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 ra nhả từng chữ chữ ra. Lúc trước khi đọc là nó phải nhả. Tại vì không khí cho nên mọi người không nhìn thấy được, lúc đó mình đã lấy hơi vô. Lấy hơi vô. I usually keep it at home in a drawer in my desk because I only use it when I travel internationally. Đó là nó thả nhả từ 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 ra. Là một hơi như vậy thôi. Không có ngắt chính giữa nha. Có ngắt đó thì ngắt ngay chỗ mình ngắt thôi nè. I usually keep it at home in a drawer in my desk. Đó. At home là ngắt lại. Đâu rồi? Nghe lại ngắt lại cái này nha. But it's not. Đây. Drawer in my desk. Five. I usually keep it at home. Rồi, tới home nha. I usually keep it at home. In a drawer in my desk. In a drawer. Ngắt nhẹ thôi. In my desk, ngắt xuống. Because I only use it when I travel internationally. Because I only use it when I travel internationally. Đó, nếu mà có muốn ngắt ra thì ngắt vậy. Nhưng mà không có ngắt lâu nha, không có được ngắt lâu nha. Để nghỉ lấy hơi miếng thôi. Đấy, là được câu dài. I usually keep it at home in a drawer in my desk because I only use it when I travel internationally. Đó. But it's not there. But it's not there. Mà nó không có đó. So I wonder where I put it. So I wonder where I put it. Cho nên tôi tự hỏi biết tôi để nó đâu. Oh, maybe I left it at the office when I... Oh, maybe I left it at the office. Left it at the office. I came back from my trip to France. When I came back from my trip to France. Cứ đọc theo cái nhịp giống mình là được nha. I think that's where it is. I think that's where it is. Tôi nghĩ đó là nó là ở ở đó đó. Because I went straight from the airport to my office. Because I went straight from the airport to my office. Bởi vì tôi đi thẳng từ sân bay về tới văn phòng luôn. Rồi, quá là nên. Bắt bo để văn phòng. Chị này coi công ty như là nhà của mình vậy đó. Thiệt là trung thành quá đi. Vì công ty, vì sự nghiệp của sếp. Số 6. Mình có cái novel. Không phải chiếc xe novel đâu. Là cái tiểu thuyết á. Newspaper là cái quyển sách. Ô lộn, cái tờ báo. Này là thuộc về sách nè. Cái này là báo, hai này khác nhau nha. Báo nó khác lắm. Leather là thư, thư khác nữa. Cái nào cũng chữ, rồi cái nào cũng phải đọc hết. Nhưng mà mỗi thứ nó có một cái đặc trưng khác nhau. Nghe thử đi. Six. I thought it was in my computer case. I usually put it there when I get one from the newsstand. And then read it when I get home. Now I remember. I was on the subway. I took it out to read the sports section. I'm sure I left it there. Rồi cho ông viết. Đánh dấu chéo cho nó thì chính là nó luôn, là cái tờ báo. Sao biết tờ báo vậy? Cái nào cũng đọc. Mà nghe nó đọc về sport, đọc về thể thao, cái mục thể thao. Mục thể thao thì trong đó có nhiều mục. Trong đây cái nào có nhiều mục thì có báo có nhiều mục thôi. Tiểu thuyết thì về một chủ đề. Lá thư thì đọc có chút xíu xong rồi. Mà lá thư quên thì cũng kỳ quá.
đó là tờ báo đó, tại vì ổng còn cái chỗ mà newsstand nữa, có một chi tiết là ổng lấy nó từ cái newsstand, là từ cái sạp báo, là cuốn báo á. Nghe thử Six. mọi người có nghe giống vậy không, vậy có không? Hay câu chuyện mọi người khác, mọi người thử kể mọi người nghe thành cái gì. Có nhiều bạn học mình á, nghe xong kể lại hào hứng lắm, nhưng câu chuyện đó nó lạ quá. I thought it was in my computer case. I thought it was in my computer case. Tôi nghĩ là nó nằm trong cái ngăn đựng máy tính của tôi á. I usually put it there when I get one from the newsstand. I usually put one there when I get one from the newsstand. Tôi thường bỏ nó ở đó khi mà tôi mua một cái từ ở cái chỗ sạp báo. Cái gì sao không nói ra luôn đi, không nó dính, nó giấu lại, nó giếm lại, nó không nói cho mình nghe để cho mình phải tập trung nghe những chi tiết khác, chứ nó nói ơ tôi mất tờ báo thôi còn chuyện gì để nói nữa, đúng không? And then read it when I get home. And then read it when I get home. Và sau đó đọc nó sau khi tôi mà về nhà. Thì mỗi ngày anh này có thói quen là đi làm về sẽ mua một tờ báo để tối về nhà đọc. Đó, chứ mỗi ngày mà đọc một cuốn tiểu thuyết thì hơi mệt đó. Now I Now I remember. Giờ tôi nhớ ra rồi. I was on the subway. I was on the subway. À, vậy là ngồi trên subway. Subway là xe gì? Là xe điện. Xe điện nghe, tàu điện ngầm á. I took it out to read the sports section. I took it out to read the sports section. Tôi lật nó ra, tôi lấy nó ra, tôi đọc cái mục thể thao. I'm sure I left it there. I'm sure I left it there. Và tôi chắc chắn là tôi để nó trên đó rồi. Rồi, tàu điện đi mất rồi. Mất tờ báo, không sao, không gì giá trị hết, mai mua tờ mới có ở đâu. Đây. I thought it was in my computer case. Đó. My computer case. Six. I thought it was in my computer case. I thought it was in my computer case. Đó, nó đó. I usually put it there when I get one from the newsstand, and then read it when I get home. Xong, ông ngắt ngay đây, xong ông mới đọc tiếp lấy hơi không? I usually put it there when I get one from the newsstand. Xong, ngừng xíu. And then read it when I get home. Now I remember. Now I remember. Giờ tôi nhớ ra rồi. Đó. Nếu như mình gặp người nào đó quen mà mình không có biết người ta tên gì hết, người ta nhắc đã đời, xong mình nhớ rồi, oh, now I remember. I was on the subway. I was on the subway. Tôi đang trên cái subway. I took it out to read the sports section. I took it out to read the sports section. Section là cái mục đang đọc, cái mục thể thao. I'm sure I left it there. I'm sure I left it there. Quá là nên nết luôn. Rồi đó là hết cái bài. Bài số 3. Có phần 2 của bài số 3 là gì? Listen again, nghe lại. Where was each item lost? Là những cái món đồ đó nó đã bị mất ở cái chỗ nào? Mình đã nghe rồi, mình dịch cho mọi người hết rồi. Bây giờ chỉ cần nghe lại và làm không vậy thôi. Cùng làm ha. Còn làm được rồi, lát nữa coi lại video này thôi. Listening 3. 1. It's a brown leather one. I keep all my money and my credit cards in it. I usually keep it in my back pocket. It probably fell out when I was getting off the bus. I hope I get it back, because it also has my ID card in it, and that's very important. 2. I'm always losing them, or putting them down and forgetting where I put them. I think I was wearing them when I was on the bus. Then I stopped for a cup of coffee at a coffee shop. I think I took them off then, because I don't need them when I read. And I was reading a magazine. Yes, maybe that's where they are. 3. I'm sure I had them when I left school because I remember putting them in my purse. I'm sure I had them when I came home, or I couldn't have driven the car or opened the front door. So that means they're somewhere inside the house. 4. I'm sure I used it to pay the bill at the restaurant when I had lunch there. After that, I went to the department store, and I think I used it when I bought my jacket. I'm sure that's the last time I used it, so it's probably there. 5. I usually keep it at home in a drawer in my desk because I only use it when I travel internationally. But it's not there, so I wonder where I put it. Oh, maybe I left it at the office when I came back from my trip to France. I think that's where it is, because I went straight from the airport to my office. 6. I thought it was in my computer case.
I usually put it there when I get one from the newsstand, and then read it when I get home. Now I remember. I was on the subway. I took it out to read the sports section. I'm sure I left it there. Thôi, xong rồi đó. Dễ không? Giờ nghe tới cái này chắc là đã thấy dễ hơn. Hy vọng là mọi người thấy dễ hơn. Nếu chưa dễ thì chịu khó đi đọc một chút xíu, đọc kỹ kỹ lại một chút. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần conversation corner. Ở chỗ này describing lost items, ở đây người ta sẽ chỉ mình cái gì đây? Ở đây người ta chỉ mình là dấu nhấn trong cái tính từ. Là gì? Một cái tính từ thì luôn nhấn ở một cái trong được thì luôn được nhấn trong một cái câu, bởi vì nó làm cho highlight, tức là làm nhấn mạnh một cái thứ gì đó quan trọng của cái danh từ. Ví dụ như là gì? Cái ví thì bình thường, nhưng mà ví da cơ nó mới mắc. Kính cũng bình thường, nhưng kính mắc tiền thì nó mới đáng để nói. Đây, kính nè, nhưng mà kính mắc tiền thì người ta đeo, còn mình đeo kính bình thường thôi. Nói cho người ta biết là mình sống giản dị, nhấn mạnh cái việc đó lên. Còn đây là một cái ba lô, nhưng nó phải nhiều màu thì mới là bắt mắt được. Đó, mình sẽ nhấn những chỗ này và mình nghe người ta nhấn vô nha. Nhấn tức là lên dấu sắc cho nó nghe. One, leather wallet. Leather wallet, chứ không có leather wallet. Thì đó là sẽ nhấn chữ quá lệ lên nhiều quá, đúng không? Mặc dù ở đây mình biết leather là nhấn chữ lé, wallet nhấn chữ quá, nhưng chữ lé nó sẽ được nhấn nhiều hơn, chữ quá nó sẽ cao hơn chữ quá nha. Đó, mà dù hai chữ này mỗi chữ nó đều có dấu nhấn riêng của nhau, đúng thiệt. Nhưng lúc này thằng này nó sẽ được nhấn nhiều hơn, cho nên có nhiều chữ ở bên ngoài đọc khác, vô trong câu nó đọc khác nữa. Cho nên là cái việc mình phát âm đúng từng từ thì đó là việc cần làm. Chắc chắn mình phải nên biết mỗi từ riêng lẻ nó phát âm sao, nhưng vô trong câu nó lại là một câu chuyện khác. Đó là lý do tại sao phải luyện nghe, chứ còn học từ dựng r ra thì không giúp được, đúng không? Đó, nhưng mà nghe trong câu thì không biết được là thật sự nó là cái gì, phải bóc nó ra ngoài học riêng. Trên học riêng rồi học chung, rồi học chung rồi học riêng, nó là cái dòng lẫn quẩn không thể nào thoát ra được. Một khi mình học tiếng Anh rồi mình sẽ không thoát ra được, đúng không? Và khi mà học nghe cũng học từ dựng, mà học từ dựng xong ráp vô cái câu không hiểu cũng phải học một chút xíu xíu ngữ pháp, nhưng mà ít thôi. Đó, nói chung là mà học nghe mà cũng không nói ra thì cũng không được, đúng không? Mà nghe không thôi, không có ra ngoài thực tế ở ngoài cũng không được. Cho nên là và khi mà nghe không, các bạn thấy là mình dạy cũng phải đánh dấu vô này kia, đúng chưa? Mà nghe không đánh dấu gì hết, cũng không có ghi chú gì hết, là nó cũng bay mất tiêu luôn. Cho nên nghe nó đọc viết là nó là một cái dòng lẫn quẩn luân hồi. Nói chung là mình làm mà đang làm kỹ năng nghe thì chú trọng cái nghe nhiều thôi, chứ thực ra mấy cái kia nó cũng phải có, chứ không thể nào mà chỉ nghe nói không thôi. Khi mà bạn nghe cái học lớp nào mà chỉ có nghe nói không thôi thì cũng ảo đó, nó sẽ không có được kết quả 100% nếu mà bạn không áp dụng hết bốn kỹ năng cùng một lúc đâu. Mình nghĩ là như vậy đó. Nó phải có cái này kia chút xíu. Rồi nghe tiếp nha. Expensive thì nhấn chữ bén, đúng rồi. Sunglasses nhấn chữ sun nè, nhưng mà nó đọc thành là 2. Expensive sunglasses. Sunglasses là nó chìm xuống. Expensive nó lên thì sunglasses nó sẽ chìm xuống. Tương tự số 3 nó sẽ nhấn lên và nó chìm xuống ở đâu? Nghe rồi. 3. Regular glasses. Đó, đáng lẽ bình thường chữ kính là glasses, bây giờ nó là glasses thôi. Nó nhường chỗ cho regular glasses, nó là một cái kính bình thường thôi nha. 4. Colorful backpack. Colorful backpack. Colorful backpack, đó là cái này nó phải nhiều màu cơ, đúng không? Chứ bình thường là backpack, phải không? Hoặc là backpack bình thường nó nhẹ xuống một xíu, nên nó hài hòa. Chứ hai đứa mà nó để lấn át nhau quá thì chữ nào cũng nhấn hết, nghe nó chói. Rồi, bây giờ thử nghe coi nhấn làm sao. Task 2. Mà nhớ là chữ đầu tiên thì nhấn rồi, đúng không? Ok, nhưng mà chắc chắn nó không có thể là không nhấn ở cái âm đầu tiên. Nó nhấn âm nào mình phải nghe. Chứ nếu mà chữ đầu tiên chữ nào cũng nhấn thì nó dễ quá, làm gì nữa, đúng không? Nghe nha, nghe để nhấn nha. 1. Comfortable chair. Sorry, ngắt bậy rồi. 1. Comfortable chair. Comfortable chair. Nó nhấn chữ khớm. Bình thường á, chữ comfortable nè, bản thân nó cũng nhấn chữ khớm. Nhưng các bạn không biết
sau mà bằng một cái động lực nào đó cứ khom phó thay bồ không hà. Thấy chữ khom là tại vì mình nghĩ các bạn hay đọc chữ khom biếu tơ nó quen, cho nên sẽ không biết là chữ khom nó có thể thành chữ khóm. Và làm ơn nhớ cho mình cái chữ dễ chịu, không có đọc là khom phó thay bồ hay khom phó thay bồ nô. Khom phó mà thay bồ là còn ghê dữ nữa. Đọc là khom thơ bồ thôi, chữ là tơ thôi, đừng có thấy cái gì hết trơn, không có thấy gì ở đây nha, không có thấy gì hết đó, thơ thôi. Comfortable, như đó thôi được rồi. Comfortable chair, một cái ghế thoải mái. Nhấn chữ khóm dùm nha. Rồi, tiếp luôn. Số 2. Nghe để chọn nha, đừng có chọn theo bản tính nha, đừng có nhìn chữ mà chọn, tin vào cái tai. 2. Attractive person. Chữ nào? Attractive person, attract là phải nhấn vô cái chữ at liền. Đó, vậy đó. 3. Plastic toys. Plastic toys. Blast nha. Chứ thế nào, không có blast, plastic chứ không có plastic được. Blast là phải tịch nha. 4. Running water. Running water. Tất nhiên là running, làm sao mà running được đâu. Running man. 5. Beautiful sunset. Beautiful sunset. Ở cái này quen nè. Beautiful sunset. Mình nghĩ là nếu mà mình giải phát âm á, mình giải cuốn sách nào mà nó lạ quắc á, từ nó mới tân mới ấy luôn á, thì mọi người sẽ chú trọng phát âm hơn. Chứ mình mà về giải phát âm á, mình giải mấy chữ quen quen á, cái mọi người cứ nhìn vô thấy mình đọc được rồi, đâu có sửa rồi. Là mặc dù là có những cái quy tắc, nhưng mà kiểu mọi người nói, thôi kệ đi, mình thấy mình đọc đúng mà. Nhưng mà tới khi mọi người đọc một cái từ lạ, mọi người mới thấy là nó ghê gớm, cái phát âm nó mới là hiệu quả. Thử nha, tới số 6 là chữ này mọi người hay đọc sai lắm nè. Nhìn đơn giản thôi chứ sai hoài luôn. 6. Interesting book. Cái gì á? Interesting book, chứ không có interesting. Cái này nói tới thứ 1001 lần rồi. Và các người, mọi người mà mình dạy cũng vậy luôn đó. Cho nên ở đây có những thứ. Thứ nhất là comfortable, thứ hai là chữ interesting. Tại vì bình thường mình thấy chữ in phía trước mình hay đọc là in, đúng không? In, invite. Rồi đó. Rồi, nó hay vậy, chữ khom vậy, không bao giờ lên. Giờ nó đã được khom rồi nè. Và in nè, đó, vậy nha. Đấy, cho nên chuyện gì cũng có thể xảy ra trong cái phần phát âm hết. Cho nên là cái đó không có đánh vần được, không quy tắc. Phải học cái cách đọc thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nghe cái bài này. Listen to the conversation. Và mình viết vô cái chữ còn thiếu. Đó, chỉ vậy thôi đó. Làm he. Dictation. Hello, City Taxi. Hello, has anyone turned in a cell phone? I think I left mine in a taxi this morning. Well, our taxi drivers find lots of cell phones every day. Can you describe it? Yes, it's purple, and it's in an orange case. Those are unusual colors. Let's see. No, I'm sorry. We don't have it. Are you sure? I have to find it. It has all my important information in it. Wait, what's that? Oh, it's in my jacket pocket. Ông này hả? Bà này bà cúp máy xong bà thế nào ông chửi thề cho coi. Ok, hello City Taxi. Nghe lại nha, vừa nghe lại vừa làm lại. Mình làm đúng không vậy? Thôi, lát mình nghe lại mình check đáp án. Vừa nghe vừa điền. City Taxi. Rồi, hello City Taxi. Hello, has anyone turned in a cell phone? Hello, has anyone turned in a cell phone? Turned in là gì mọi người nhớ không? Nhớ bữa cái người mà mất đồ gọi taxi không? Có ai trả lại cái cell phone không? Có ai mà giữ được cái cell phone? I think I left mine in a taxi this morning. I think I left my mine này là chữ đó. Chữ này nó sự được thay thế cho chữ my cell phone đó nha. Chữ mine đó là cái của tôi nha. Chữ my bình thường, my bình thường của mình á là của tôi thôi. Còn cái chữ my này nó sẽ bằng chữ là my cell phone. My cái gì đó là nó gom lại bằng chữ my này nha. Well, our taxi drivers find lots of cell phones every day. Well, our taxi drivers find lots of cell phones every day. Cái tài xế chúng tôi tìm được rất là nhiều cell phone mỗi ngày. Dữ vậy sao?
Can you describe it? Can you describe it? Bạn có thể tả nó không? Coi tả cái điện thoại nè. Yes, it's purple. Ah, yes, it's purple. Anh này là purple, anh này là màu tím rồi đó nha. And it's in an orange case. Trời ơi. And it's in an orange case. Và cái vỏ ngoài màu cam. Trời ơi, anh này xài đúng nổi luôn á. Those are unusual colors. Those are unusual color. À, cái đó là một cái màu rất là bất thường, không bình thường. Usual là trong usually là bình thường, còn unusual là nó không thường. Let's see. No, I'm sorry. We don't have it. Let's see, để coi. No, I'm sorry, we don't have it. Nhìn như cái collection, cái bộ sưu tập điện thoại mỗi ngày của chị không có. Are you sure? I have to find it. Are you sure? Bạn chắc chứ, tôi phải tìm nó. I have to find it. It has all my important information in it. It has all my important information in it. Nó có tất cả những thông tin quan trọng của tôi trong đó. Điện thoại ai mà không quan trọng cái anh này. Wait, what's that? Wait, what's that? Đang điện thoại cho bà kia hỏi về cái điện thoại của mình. Cái điện thoại mình reo lên. Oh, it's in my jacket pocket. Oh, it's in my jacket pocket. Ôi trời ơi, nó trong cái túi áo khoác. Đó, đã chưa? Rồi xong, hết bài. Yay, hết bài 20. Bữa giờ học bài chỉ đường nha mọi người. Trời đã luôn. Ôi cái bài này, trời ơi hữu hiệu. Mà hay bị lộn lắm nè. Và cái bài này ra ngoài xài thì hầu hết sẽ dùng vào giác quan và cái sự lanh lẹ của mọi người là chủ yếu nha. Cái bài hình như trong từ vựng mình có dạy rồi thì phải, nhưng mà ít à. Rồi, bữa sau gặp lại mọi người nha. Bye bye.